À, em xin chào các bác nha. Này lại review cho bác một cốt xì quý đã, một cốt xì rất đẹp, già nụ cục các bác. Nụ cục từ đầu, cái bản sen hơi cực kỳ các bác. Nụ cục từ gốc lên từ ngọn luôn. Và là cốt xì rất quý luôn của anh Minh Hiển nhá. Đó. Đồ chơi VIP. Em xin chia sẻ với các bác. Cốt cây rất cảm xúc luôn và coi nhìn chưa, sáng sớm em đã phải lên đây rồi, cây chưa kịp lên trên vườn các nhá, vẫn để dưới gác xe của nhà anh luôn. Cây rất đẹp nhá. Cây này cao hiện tại được khoảng tầm 40 phân các bạn. Đẹp lắm. Tay vai quá hết này. Cây này rất nhanh được chơi. Cắt 3-4 nước nữa là được tác phẩm đẹp đi chơi luôn. Độ dài khỏi bàn luôn. Xem độ dài. Đây các bác xem ha. Như này có quý không ạ? Và ăn như ốc sên đậu vào với nhau thôi các bạn. Nhìn xa cứ tưởng ốc sên bộ kín cây. Quá đẹp các bạn. Nhìn ngoài phê lắm các bạn, nhìn ngoài còn đẹp hơn video nhỉ. Là video là em chưa đủ kinh nghiệm để phô diễn hết được cái vẻ đẹp của cốt này. Nói chung là nó sâu, nó hốc hác, nó nu cục. Này có nhìn chưa? Nó gần mình quốc. Cũng rất nhiều yếu tố, nó lùn lực. Dưới gara nhé, chưa lên trên vườn các bạn. Ha, em cho lên BA, em lên em quay luôn. Còn chưa điểm trời điểm hóa chưa? Đấy, cây có điểm trời điểm hóa dị chưa? Sướng chưa? Sâu hình sâu cốt. Rất nhiều điểm trời. Cây nó tốt quá, nó khó quay cho các bác ngó. Cái này một ngày gần nhất khi bác thứ cái cắt em sẽ quay thật chi tiết cho các xem. Một cốt xì gọi là rất quý. Phải dùng từ rất quý các bác nhé. Hàng quý hiếm. Các bác thấy hay hãy like và chia sẻ video cho em nhé. Cảm ơn các bác nhé. Đấy. Quay cho các bác một vòng các bác ngắm nữa.
Rồi, em xin phép được dừng video ở đây nhé. Phòng giá cho bác xem phát đã. Rồi, cảm ơn các bạn.